Thái và Trương Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ Sáu ngày 9 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Kinh tế Việt Nam hy vọng sẽ tăng trưởng mạnh sau TPP. Nhóm các nhà đàm phán cho Tunisia được trao giải Nobel Hòa bình năm 2015. Kính thưa quý khán thính giả, Bộ Công Thương kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh sau Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP có hiệu lực. Trong cuộc họp báo vào chiều hôm nay do Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng Việt Nam tăng thêm hơn 23 tỷ đô la vào năm 2020 và tiến tới mức hơn 33 tỷ đô la vào năm 2025. Ông Khánh cho rằng những nghi ngại về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam so với các đối tác là không có cơ sở. Ông khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đủ sức đáp ứng các đòi hỏi mà TPP đưa ra. Riêng nguồn lợi miễn thuế xuống tới 0% do các nước Hoa Kỳ, Nhật và Úc đưa ra sẽ là cú hích quan trọng cho xuất khẩu của Việt Nam và do đó vấn đề nhập siêu sẽ không còn được đặt ra. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng nêu lên những nguồn lợi khác như đầu tư sẽ đổ vào Việt Nam nhiều hơn, Việt Nam sẽ phát triển mạnh ở các ngành mới nhờ công nghiệp cao của các nước đối tác mang vào Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cảnh báo rằng Việt Nam sẽ phải đối đầu trước nông phẩm của các nước nhập vào Việt Nam cũng với mức thuế hạ tương ứng, trong đó có các mặt hàng như thịt, sữa, giấy, thép và kể cả ô tô. Về các hàng rào kỹ thuật mà TPP có thể áp dụng để buộc Việt Nam tuân thủ các quy định của TPP như thành lập công đoàn độc lập cho công nhân hay bảo vệ sở hữu trí tuệ, vốn là hai vấn đề khó khăn nhất đối với Việt Nam đã không được đề cập tới trong buổi họp báo. Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ nước nào lấy danh nghĩa tự do hàng hải mà vi phạm lãnh hải của Trung Quốc. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Bà Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc thúc giục các bên không nên có các hành động gây hấn và nên có trách nhiệm trước sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một giới chức quốc phòng Mỹ gần đây cho biết Hoa Kỳ đang xem xét gửi tàu chiến đến hoạt động ngay trong vùng 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc đang xây lắp ở Trường Sa. Hoa Kỳ và các đồng minh của mình ở châu Á bao gồm Nhật Bản, thời gian qua đã kêu gọi Bắc Kinh phải ngưng ngay các hoạt động xây cất trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Các hoạt động này của Trung Quốc hiện cũng làm căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung. Ngoài Trung Quốc, các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều đòi chủ quyền một phần hay toàn bộ quần đảo Trường Sa. Úc đang đàm phán với Philippines để chuyển những người đang tìm kiếm quy chế tị nạn và bị giam giữ ở những trung tâm tạm giữ tại Úc sang Philippines. Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư của Úc cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Hồi năm ngoái, Úc cũng đã đạt được một thỏa thuận chuyển người tị nạn từ các trại giam giữ sang Campuchia. Bộ trưởng Peter Dutton cho báo giới biết là Ngoại trưởng Úc Julia Bishop đã nói chuyện với người đồng nhiệm Philippines, Bộ trưởng Albert Del Rosario, về một thỏa thuận tương tự như với Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận hai bên có thảo luận nhưng không đưa thêm chi tiết cụ thể. Được biết, thỏa thuận giữa Úc và Campuchia về tái định cư thuyền nhân đang gặp khó khăn và Phnom Penh dọa là sẽ rút khỏi thỏa thuận sau khi tiếp nhận có 4 người tị nạn trong số hàng trăm người đang bị Úc giam giữ tại Nauru và Papua New Guinea. Thưa quý vị, một phụ nữ Philippines vừa bị chính quyền Hồng Kông bỏ tù vào hôm nay vì vi phạm quy định về visa. Bà Herminia Garcia, 53 tuổi, phải chịu án tù 1 năm vì đã ở quá hạn cho phép, bất chấp việc bà đang tìm cách xin phép ở lại Hồng Kông sau khi con gái của bà vốn là cư dân Hồng Kông ngã từ tầng cao ở một khu chung cư tại Hồng Kông xuống tử vong. Bạn trai của bà Garcia, công dân người Anh, Nick Cousin, 58 tuổi, cũng phải chịu án 8 tháng tù treo vì giúp bà ở lại quá hạn và không đăng ký khai sinh cho những con gái của họ tại Hồng Kông. Cả hai người trước đó cũng bị cáo buộc tội sao lãng đã khiến con gái 15 tuổi của họ bị chết. Tuy nhiên, sau đó họ đã không bị kết tội. Thông tin từ tòa cho biết bà Garcia đã kết hôn với một người chồng Philippines và người này không đồng ý ly hôn với bà. Visa của bà Garcia ở Hồng Kông hết hạn vào năm 1994. Và sau cùng, thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU hôm nay lên tiếng ca ngợi việc nhóm những nhà đàm phán cho Tunisia được nhận giải Nobel Hòa bình và cho rằng nhóm hoạt động này đã cho Bắc Phi và Trung Đông thấy được con đường ngoại giao thoát khỏi những rối loạn.
Người đứng đầu về chính sách ngoại giao của EU, Federica Mogherini, viết trên Twitter rằng giải Nobel Hòa Bình cho nhóm đàm phán cho Tunisia gồm có 4 người đã cho thấy lối thoát khỏi vùng khủng hoảng ở khu vực, đó là đoàn kết quốc gia và dân chủ. Chủ tịch EU, ông Donald Tusk, cũng viết trên Twitter hoan nghênh nhóm đàm phán đoạt giải Nobel. Còn Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz thì nói những người này hoàn toàn xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa Bình và EU chia sẻ niềm tự hào này với toàn bộ người dân Tunisia. Kể từ sau cuộc cách mạng hoa nhài bùng nổ ở Tunisia hồi năm 2011, dẫn đến mùa xuân Ả Rập, Liên minh châu Âu-EU đã gia tăng những trợ giúp cho Tunisia, hỗ trợ những cuộc đàm phán về chính trị. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân Như và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.